Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Cuối cùng chính Hồng Nhung giúp Đình Hòa nhận ra thật phận Hoàng Hải. Mời các bạn cùng xem tập 39, kế hoạch hoàn hảo. Cho bà Phương làm đủ trăm phương nghìn kế, dù cho bà lươn lẹo dựng chuyện để Đình Hòa không thể tìm lại ký ức. Nhưng khao khát muốn vén bức màn sự thật, khao khát muốn chuộc lại lỗi lầm của mình luôn thôi thúc Đình Hòa. Và rồi phép màu xảy ra, ông nhớ lại mọi chuyện. Nhưng ông giật mình phát hiện ra ông không phải là Phi Long, mà là Hoàng Hải. Người đã được kết luận là chết cháy trong căn nhà hoang hơn 20 năm trước. Giờ đây biết được bộ mặt đáng sợ của bà Phương, biết được ông vẫn còn người vợ táo bạo là bà Nhung và cậu con trai tài giỏi. Biết được những mất mát tủi nhục mà hai mẹ con họ đã phải trải qua, ông sẽ làm gì để bù đắp cho họ. Cũng như chấm dứt những ân oán hận thù kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và bà Phương sẽ tiếp tục giở trò bẩn thỉu gì? Hồng níu giữ thân xác lẫn tâm hồn của chồng tới bao giờ? Con cái giả gian xảo độc ác này mới phải đền tội. Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Chính tay bà Phương là người cứu Đình Hòa ra khỏi biển lửa, nên bà là người biết rõ nhất ông là ai. Ông là Hoàng Hải, người đàn ông mà bà dành cả thanh xuân để theo đuổi. Nhân lúc ông bị bỏng nặng còn mất trí, bà thâm độc thay hình đổi dạng cho ông, thay luôn ký ức của ông. Cứ thế biến ông thành Đình Hòa, ngoan ngoãn là đức lang quân của bà, là cha của con gái bà. Bao nhiêu năm qua, bà Phương mãn nguyện vì những gì đang có. Giờ đây sự trở về của Kim Long, Bảo Ngọc khiến cho bức màn ngày càng được vén lên. Có điều dù Kim Long và Bảo Ngọc đã sớm biết Đình Hòa là Hoàng Hải, nhưng họ vẫn nhắm mắt và giả vờ tin là Phi Long. Bởi ai cũng có mục đích riêng của mình. Với bà Phương, cứ để ông Hòa tưởng mình là Phi Long. Vì sợ liên lụy tới vợ con, tới những người vô tội, ông sẽ không dám ra đầu thú. Và nhất là ông không rời xa bà để chạy tới bên mẹ con bà Nhung. Còn về phần Kim Long, ông muốn Đình Hòa phải tận mắt chứng kiến mối tình oan nghiệt giữa con trai và con gái. Để rồi ông dày dứt, dằn vặt cả đời. Ai cũng có tính toán, mục đích của mình. Nhưng trong giấc mơ rối rắm của Đình Hòa, ông dần lờ mờ nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Ông có linh cảm mọi việc không hề đơn giản như những gì theo dịch của bà Phương. Giờ cách duy nhất là ông tự tìm lại ký ức để tránh khỏi sự kiểm soát, sắp đặt của vợ. Ông tự mình đi tìm bác sĩ khác, ông cũng không còn tâm sự với vợ như trước. Nhưng có một điều mà cả bà Phương lẫn Phi Long cũng không hay biết. Linh cảm của người vợ giúp bà Nhung nhận ra ông Hòa chính là Hoàng Hải. Bà đủ thông minh để suy luận lại những bất thường xảy ra trong thời gian qua. Tại sao Kim Long lại vô duyên vô cớ đào mộ của chồng bà, rồi cướp đi hài cốt? Lẽ nào Kim Long nghi ngờ cái xác kia chính là của anh trai Phi Long, nên mới làm ra chuyện bất nhân, thất đức như vậy? Rồi cảm giác thân thuộc mỗi khi tiếp xúc với ông Hòa, nhất là sở thích, thói quen của tổng giám đốc rất giống với người chồng quá cố của mình. Nhưng bà chỉ biết trấn an bản thân, có lẽ đó chỉ là người giống người. Có điều sự xuất hiện của bà Phương, tình địch truyền kiếp khi bà Phương dùng quyền lực để chèn ép, ức hiếp mẹ con bà Nhung. Còn vinh mặt ra tối hậu thư, mẹ con bà phải bỏ đi viễn xứ, không được phép bén mảng tới gần chồng bà. Thì bà Nhung mới 10 phần chắc chín, Đình Hòa chính là Hoàng Hải. Thế nên bà Phương mới phản ứng gay gắt, căm tức, xáo máng như vậy. Bà Nhung nhìn thấy Mỹ Hạnh tận tình chăm sóc cho Duy Nam, bà lo lắng không yên. Bởi Mỹ Hạnh chính là con gái của Phương và Hòa. Đồng nghĩa Duy Nam và Mỹ Hạnh là hai anh em cùng cha khác mẹ. Và sợ cả hai anh em sẽ làm ra chuyện loạn luân. Để tránh bi kịch đó xảy ra, chỉ có cách duy nhất là bà phải xác định rõ ràng Đình Hòa có phải là Hoàng Hải, chồng của bà không. Bà cố tình khơi gợi lại những kỷ niệm từng có giữa ông bà. Bà cố tình nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời ông. Và rồi chính sự tác động của bà Nhung khiến cho bệnh tình của Đình Hòa biến chuyển rõ rệt. Những mảnh vỡ lờ mờ, ông không thể nào lý giải được, đã tìm được câu trả lời. Và rồi vào một ngày đẹp trời, ông cảm thấy gương mặt của Hoàng Hải hiện về. Nhưng ông vẫn vậy, tại sao bà Phương lại phải nói dối? Hơn nữa, ngay cả Hùng Cường rồi Kim Long cũng khẳng định ông là Phi Long. Còn nói về bí mật về hình xăm chiếc mô tô trên vai, Đình Hòa quyết định mang trăn trở này của mình chất vấn bà Nhung. Khi ông tiết lộ về hình xăm, bà Nhung nước mắt lưng tròng vì Hoàng Hải cũng có một hình xăm như vậy. Hóa ra Phi Long và Hoàng Hải từng là anh em thân thiết và sinh ra tử với nhau. Cả hai đều có niềm đam mê tốc độ, đều tham gia vào đội đua. Cả hai cùng nhau xăm một hình xăm giống nhau để thể hiện sự oanh liệt thời trai trẻ và niềm tự hào. Ông đã nhận ra đối diện với ông chính là người phụ nữ ông từng thề non hẹn biển. Người phụ nữ luôn nắm giữ trái tim ông. Nhưng ông vẫn không thể nào lý giải nổi, rốt cuộc bà Phương tại sao lại biến cuộc đời ông thành ra như vậy. Đình Hòa nhìn bà Nhung nghẹn ngào, anh thật có lỗi với mẹ con em. Quả thật,
Sau khi kết luận ông đã chết, mẹ con bà Nhung không chỉ mang tiếng là vợ con của kẻ sát nhân, mẹ con bà còn phải thay ông trả nợ cho mẹ con bà Ngân. Với lý lịch đó, Duy Nam luôn mặc cảm tự ti. Ấy vậy mà họ chưa hề oán giận ông. Rồi ông giật mình nhớ tới mối quan hệ của Duy Nam và Mỹ Hạnh. Giờ tôi đã hiểu vì sao bà Phương lại kịch liệt phản đối như vậy. Nếu vậy thì thằng Nam và con Hạnh, chúng là anh em. Bà Nhung rơi nước mắt. Đúng vậy, chúng ta không thể nào để hai đứa phạm sai lầm. Dù đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng vẫn còn rất nhiều điều Đình Hòa phải giải quyết dứt khoát để trở về với thân phận của mình. Trước khi chia tay bà Nhung, ông dặn, em hãy cho anh chút thời gian nữa. Anh hứa sẽ trở về với mẹ con em. Ông rời đi trong lòng nặng trĩu. Ông không ngờ bà Phương lại là người đáng sợ như vậy. Bao năm đầu ấp tay gối, ông cứ nghĩ là đã hiểu được vợ. Cứ nghĩ bà là người phụ nữ hết lòng vì chồng, vì con. Hóa ra bà chỉ là con thú độc ác ngụy trang người. Ông Hòa sẽ có tính toán ra sao để sớm chấm dứt chuỗi bi kịch này. Và bà Phương sau khi biết được Đình Hòa nhớ ra mọi chuyện, bà sẽ giờ mưu hèn kế bẩn gì? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Kế Hoạch Hoàn Hảo trên Kamita TV. Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.